Lễ trao giải Kim Ưng 2024 lần thứ 32 đã diễn ra vào tối 20 tháng 10 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Triệu, Lệ Dĩnh, Vương Cảnh Quân, Lý Thấm, Quan Hiểu Đông, Trương Nhược Quân. Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc trở thành thị hậu Kim Ưng với vai diễn Hứa Bán Hạ trong tác phẩm Gió Thổi Bán Hạ. Đây là lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh giành giải nữ chính xuất sắc của giải thưởng Kim Ưng năm 2016. Triệu Lệ Dĩnh cũng lên ngôi thị hậu nhờ bộ phim Hoa Thiên Cốt. Có thể nói năm 2024 là một năm đại thắng của cô khi tháng 9 trước đó Triệu Lệ Dĩnh giành giải nữ diễn viên xuất sắc của Phi Thiên và ba lần được đề cử giải thị hậu Bạch Ngọc Lan và mỹ nhân họ Triệu còn vinh dự giành giải nữ phụ xuất sắc tại Bách Hoa. Có thể nói chỉ với vai diễn Hứa Bán Hạ đã giúp Triệu Lệ Dĩnh đạt tới đỉnh cao danh vọng mà hiếm diễn viên nữ nào chạm được, bởi mỹ nhân họ Triệu đã trở thành nàng tiểu hoa lứa sau 80 đầu, tin tự mình đoạt được 2/3 giải thưởng phim truyền hình danh giá. Trong bài phát biểu khi nhận giải của mình, Triệu Lệ Dĩnh nói, tôi hy vọng bản thân có thể bình tĩnh nhận giải và đứng trên bục vinh quang. Nhưng thực sự trong lòng tôi rất phấn khích, đây là vinh dự của tôi. Tôi hy vọng sự tồn tại của tôi mang lại hy vọng cho mọi người. Tôi muốn nói, với mọi người kiên định với niềm tin của mình, hãy tin rằng những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai. Chiến thắng này càng củng cố vị trí dẫn đầu lứa tiểu hoa đán 85 của Triệu Lệ Dĩnh, trong khi Triệu Lệ Dĩnh 3 tháng thắng 3 giải thưởng lớn Phi Thiên, Kim Ưng và giải nữ diễn viên phụ xuất sắc của Bách Hoa, thì Dương Mịch bị gọi tên và bị chê cười vì cô luôn là đối thủ của Triệu Lệ Dĩnh, vì cả hai có nhiều điểm tương đồng. Bên cạnh đó, điểm xuất phát của Dương Mịch cao hơn Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều và Dương Mịch được đào tạo bài bản trong nghệ thuật mà chỉ trong 3 tháng Triệu Lệ Dĩnh đạt liên tục 3 giải thưởng. Mà Dương Mịch lại có 3 phim lên sóng thất bại, Cáp Nhĩ Tân năm 1944, Hộ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên và phim điện ảnh, không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được. Và sự liên tiếp đạt được giải thưởng của Triệu Lệ Dĩnh khiến các tiểu hoa đán thuộc lứa 85 như Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angela Baby, Nghê Ni, Lưu Diệc Phi phải e dè. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh không chỉ được giới chuyên môn và công chúng công nhận, Triệu Lệ Dĩnh còn đang là gương mặt được các nhà sản xuất phim đánh giá cao, tin tưởng và săn đón nhất. Con đường sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng thành công của Triệu Lệ Dĩnh nhé! Tôi希望对过去的18年前的自己说，保持住自己最朴实的初心，坚定自己的信念，要相信自己，努力的付出，未来一定会让你满载而归。谢谢。